Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người, tôi tên là Đinh Thị Thanh Tuyết, là giáo viên tiểu học và hiện tại thì tôi đang là giảng viên đào tạo siêu trí nhớ học đường. Ngày hôm nay thì tôi đã rèn luyện trí nhớ của mình cho bộ não khỏe mạnh và tôi đã thực hiện rèn luyện được nhớ được 300 số ngẫu nhiên. Để chúng ta có thể nhớ được 300 số ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp siêu trí nhớ. Và phương pháp siêu trí nhớ thì nó cũng rất là dễ để chúng ta có thể là học tập và rèn luyện. Để chúng ta có thể nhớ được các con số ngẫu nhiên này thì chúng ta thực hiện theo 3 bước. Thứ nhất là chúng ta sẽ chuyển đổi các cái dữ liệu mình cần nhớ thành hình ảnh. Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật hành trình liên tưởng kết nối và kể chuyện. Và thứ ba là chúng ta sẽ rèn luyện để ghi nhớ cái nội dung mình cần ghi nhớ. Và hôm nay thì tôi đã ứng dụng vào để ghi nhớ 300 số ngẫu nhiên. Sau đây thì tôi xin đọc các con số mà mình đã ghi nhớ được. Rất mong sự cổ vũ của mọi người. 23, 94, 20, 37, 39, 21, 64, 78, 82, 60, 99, 14, 11, 53, 60, 69, 58, 49, 32, 36, 66, 10, 30, 78, 53, 71, 73, 03, 78, 94, 02, 49, 12, 43, 22, 68, 93, 55, 75, 27, 96, 97, 65, 30, 89, 18, 15, 22, 32, 51, 26, 95, 22, 99, 8, 5, 21, 12, 36, 74, 25, 8, 5, 21, 36, 44, 69, 57, 70, 97, 05, 4, 0, 87, 21, 1, 4, 36, 79, 41, 55, 68, 45, 69, 33, 09, 27, 47, 83, 12, 63, 22, 05, 69, 08, 39, 19, 82, 19, 69, 55, 50, 91, 53, 47, 38, 63, 02, 43, 45, 69, 55, 68, 18, 64, 91, 45, 51, 56, 95, 66, 23, 88, 04, 26, 99, 78, 32, 18, 14, 54, 20, 08, 46, 66, 36, 59, 55, 80, 78, 75, 02, 07, 42, 56, 78, 10, 21, 22, 42, 29, 27, 76, 94,
Đó là 300 số ngẫu nhiên mà tôi đã rèn luyện ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Chúc mọi người chúng ta có một ngày thật là nhiều năng lượng và thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.